Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà kênh Huyền và Minh Ly Cuộc Sống Pháp. Thì cả nhà ơi, hiện tại tụi mình có mặt trong chợ Lidl cả nhà. Đi chợ thì đi ngang cái dàn hàng hoa cả nhà, thấy người ta trưng hoa cũng có mấy loại cũng đẹp cả nhà. Bữa giờ thì cũng có quay qua chợ nhà xem, nhưng mà quay chợ Osaka cả nhà. Thì chợ Lidl giờ thì đã trưng Huyền nhà cả nhà nha, sẽ có hoa gì mới và đẹp không cả nhà. Đây cả nhà, đây họ bán cái bình hoa lan cả nhà, màu xanh đẹp không? Này, trong cái chậu cũng đẹp nữa, còn một tím nữa, màu hồng 13 đồng, 15 đồng 99 đẹp, 13 đồng 58 chậu làng này, con này xương rồng 6 đồng chậu. Đây xương rồng. Ừ, cái xương rồng màu đỏ đẹp quá. Đây họ vô chậu họ bán đẹp nhé. Họ bỏ sỏi dưới trên rồi nha. Ồ, cái xương rồng. Rồi đây không có nở mà cây kia nguyên chùm. Có cái còn nhiều hơn, còn cái này thơm ghê ta, vitamin gì thơm phức à. Bốn đồng 28 chậu, thơm ghê. Còn này xương rồng, cái cây xanh nữa nha. Mới bảy đồng chậu, chậu đồng cao hơn. Đây hạt giống kìa. Mấy cái này là củ trong đây. Nhỏ vô túi thì đẹp kìa. Muốn hoa nào hai ba loại này, đây cũng cũ đấy, đây cũ Việt Nam mình không biết có cũ giống vậy không, hay là hạt giống là gì nè, không có trồng qua Việt Nam không có biết, chắc vậy chắc có quá. Cái này không đề giá. Còn này mấy cái hạt giống nhỏ luôn đây. Cái xong là cái sao tự nhiên nói cái gì của mặt đất à. Hành. Cái sẽ đất son. Đất son là nhiều luôn. Tên nghiệp. Cú giòn nữa nha, cà rốt nữa. Mấy cái xà lách, dưa leo. Mình muốn mua giống mình trồng, mình mua còn không thì mình mua cái cây họ trồng sẵn nha, cái Epina bí đỏ, cà chua đủ giống như này giống nhau. À, đây có đậu que nữa. Đậu que. Này mấy cái cà chua cả nhà. Ý nó cà trái rồi nè, trời nhỏ xíu mà nó cà trái rồi. Cắt nhánh trồng vậy ta.
cái dâu. Dâu nè. Cái chua cái này. À cái này hạt cà phê đó nha. Để hạt cà phê. Ồ, mới thấy cái cà phê luôn. Đây. Cái cà phê đó nha. Cái cà chua. Ơ, cũng có trái thế nè. Đây em nhìn. Cái trái, cái cà phê. Đầu tiên thấy cái cà phê. Đây, cà chua mới có bên lớn mà có trái hết trơn rồi. Cái cà phê cái lá nó bóng đẹp quá ha. Con chậu cũng đẹp. Này rừng rồng 7 đồng mấy, 9 đồng mấy, giờ còn 7 đồng mấy nha. Cái chậu của nó cũng đẹp đấy chứ, hình này anh kia ham chậu lớn chậu nhỏ luôn đó nha, bây giờ mình không để ý chậu lớn chậu nhỏ luôn. Này ngộ quá. Sư rồng 7 đồng mấy, chậu lớn chậu nhỏ. Cộng này cái bông mà bông nó ngàn vàng, tưởng bông điện điểm của mình chứ, bông điện điểm. À cái ông cây thiên tế rồi. Tế. Nhiều bông. Con này hoa. Hoa ly. Ở cái lấy mấy tí tô của mình. Cái bông nó làm bằng vàng. 6 đồng 9, 9 chậu. Hôm nay thì mua 9 chậu. Veuillez déposer vos articles sur le tapis de la caisse 4. Merci. Trắng màu hồng và đỏ đỏ. Đây là hạt giống của cây hoa. Số 1 thì là 29 cm. Họ có đề giá số 1 phải chứ nhỉ. Rồi số 3, số 2 rồi đó, số 4. Đây trên này nó có mã nó số rồi phải nhỉ. À, 1GB, 1BG gì khác nhau nữa. Đủ. Này ngộ, đồ que, thôi cô nên. Này đồ que. Mấy cái bông hoa này. Đây số 3 này. Số 3 này là 65 cm. Trên này không biết luôn bao lâu lên. 3-4 tháng. Tháng 3, tháng 4 lộn. Tháng 6, tháng 10. Cái trồng được 10, 20 lạnh 20 chậu. Có 20 hạt giống trong đây. Cũng có đáp nữa. Quá hương dương. Ồ, nhìn bự dữ.
đây họ trồng muốn được nhiều rồi họ làm dầu ăn cái gì. Con này cà rốt này, củ ra đi ở Việt Nam mình không biết tên tiếng Việt là gì cả nha. Củ ở trong nó trắng, bên đây người ta cũng hay làm đồ ăn ta ăn, mình không biết tiếng Việt kêu bằng cái gì. Sushi no, chỗ mình này cũng mắc, sushi no. Cải thảo, hành tây với bò rô, mẹ hành trắng mình nữa nha, ở nhà mình nữa trồng hành tốt dám ăn, củ dợt, cái đậu như hồi nãy. Này thì mấy cái cà chua như leo rồi đó, cái leo gì mà gai không, như leo tháng 5 tháng 7. Cái này gỗ không biết việc chưa bằng cái gì. Cái salad này, cái salad này ăn vẫn nó vẫn vẫn nhưng mà ngon. Này toàn làm salad hết rồi. Epina này cà tím này leo giờ xíu của mình dưa chuột, rồi dưa chuột thì cũng có hai loại, loại gai là không có gai, để bí đỏ, để bí đỏ coi bự, cái cho bự chim bình lộc, dưa hấu. Ớt chua, ớt đỏ gì. Cụ rết như vậy này, nó nãy là dài, còn cụ rết cuối tay mà giặt tròn nha. Đây mấy cái ớt nhóm cây trồng họ bán ở đây. Mầm chín chín giảm còn cái chồng đồng 99 chợ thứ nhất, chợ thứ hai giảm còn đồng 39 30%. Mon nhìn buồn quá. Cái này nó mấy loại trong đây là cái gì? Mấy màu. Nè, một bùi của nó nữa. Nè. Mấy cái xanh. Cây này 2 đồng 69 giảm 20%, buồn quá, nhìn nó buồn quá nha. Tôi quay hoa cho cả nhà xem chút xíu cả nhà, chào tạm biệt cả nhà, rồi cả nhà cho biết tiếp theo cả nhà nha.